Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc bước vào năm mới 2021 với rộn ràng những niềm vui và khí thế thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực một năm qua. Có rất nhiều dấu ấn đặc biệt đáng ghi nhớ trong năm 2020 mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được đáng để tự hào, tự tin bước tiếp. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự năm 2021, thành phố Châu Đốc niềm tin mới, thắng lợi mới. Năm 2020 với những thành tích toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố Châu Đốc đạt được càng khẳng định, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đang thực sự phát huy hiệu quả. Những kết quả đó đã tiếp thêm niềm tin và tạo tiền đề vững chắc để thành phố Châu Đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và nghị quyết đảng bộ thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2015-2020 và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Mặc dù năm 2020 cùng với cả nước chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp ngành địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp và thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Kết quả, thành phố Châu Đốc hoàn thành 15 trên 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Doanh thu thông qua chợ là 8.214 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Năm 2020, từ nguồn ngân sách thành phố, Châu Đốc đã đầu tư 14 danh mục với tổng số vốn đầu tư là 68.554 triệu đồng. Ước giải ngân cả năm 68.554 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Từ đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh đạt 100%. Bên cạnh về phát triển cơ sở hạ tầng, thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, tiếp tục thực hiện duy trì nâng chất đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới tại hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế, đồng thời giảm 206 hộ cận nghèo đạt 106,7% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 118,83% chỉ tiêu được giao. Qua đó, công tác điều hành cân đối ngân sách thành phố được đảm bảo. Ngoài ra, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ đều phát triển đúng hướng. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách được thành phố đặc biệt quan tâm. Bằng các biện pháp thiết thực, an ninh quốc phòng được tăng cường, trị an xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được nâng cao một bước. Nhìn chung, trong năm qua, kinh tế thành phố phát triển ổn định. Đường phố được nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng như đường Phan Đình Phùng nối dài, đường Nguyễn Văn Thoại, đường Hoàng Diệu, đường Cử Trị để mở rộng chợ Châu Đốc. Về tình hình an ninh trật tự được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đều có gắn camera an ninh, tội phạm trộm cắp giảm. Đặc biệt, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà nước đã quan tâm hỗ trợ tiền và hiện vật kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhờ đó, đời sống của người dân được ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, nhà nước còn quan tâm chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội như các nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, thành phố quan tâm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, sắp xếp lại trật tự đô thị, kinh doanh mua bán văn minh. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025.
năm 2021 với mục tiêu chung là từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, du lịch, tạo nền tảng vững chắc để mạnh tiến trình thành phố Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh. Theo đó, năm 2021, thành phố sẽ phải hoàn thành 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội như lượng khách tham quan đạt 3.900.000 lượt khách tham quan, trong đó tỷ lệ khách lưu trú là 12% so với lượt khách tham quan, tương đương 468.000 người. Chi tiêu bình quân của khách tham quan lưu trú là 0,6 triệu đồng trên một người. Tổng thu ngân sách địa phương là 441,901 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 441,901 triệu đồng. Tiếp tục duy trì thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, còn 69 trên 202 hộ. 100% hồ sơ tiếp nhận, cập nhật xử lý trên phần mềm, một cửa điện tử. 30% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố Châu Đốc sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố, phát triển du lịch thông minh, từng bước đưa ngành du lịch thành phố ngày càng phát triển bền vững, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại địa phương, đồng thời thực hiện nâng cao ý thức của các cơ sở, hộ tiểu thương trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh. Cùng với nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, phấn đấu từng bước hoàn thiện cơ bản hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch thương mại, hạ tầng đô thị, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng. Đồng thời phát triển nông nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Mặt khác, Châu Đốc đổi mới và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm vừa mở rộng quy mô một cách hợp lý, vừa củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả ở tất cả ngành bậc học. Năm 2021, thành phố sẽ đẩy mạnh nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý điều hành, phát huy vai trò tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thành phố để cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển, đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực để phát triển đầu tư. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, hạn chế tối đa các tai nạn giao thông, cùng với phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa ta và phía bạn Campuchia. Năm 2021 thì được dự báo là cũng sẽ hết sức là khó khăn, bởi lẽ dịch Covid nó vẫn còn trên thế giới chưa được là khống chế một cách có hiệu quả và đang có chiều hướng gia tăng. Khi mà bắt đầu cái đợt tiêm vaccine COVID ở một số nơi, ở một số quốc gia trên thế giới, Việt Nam chúng ta cũng đang bắt đầu thử nghiệm, thì cái việc dự báo cái ảnh hưởng của dịch COVID cũng như là đến thời điểm nào là cái điểm dừng của dịch Covid thì chúng ta cũng chưa có xác định. Cho nên phòng chống dịch Covid, đảm bảo an sinh xã hội và tập trung cho phát triển kinh tế vẫn là ba cái trụ cột quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân thành phố năm 2021. Bởi lẽ đây là cái năm đầu tiên thành phố triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm này là năm tạo đà để chúng ta cất cánh. Để thì trong cái báo cáo kinh tế xã hội cũng nêu ra 14 chỉ tiêu và 7 cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Tôi xin nêu một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ thi công các cái dự án sắp sửa hoàn thành, đó là các công trình chuyển tiếp. Năm qua chúng ta có 9 cái dự án chúng ta đưa vào là hoàn thành, gồm có mẫu giáo Hoa Hồng, mẫu giáo Vĩnh Mỹ, tiểu học Lê Văn Tám,
rồi đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng, đường quốc lộ 91, nó chợ Vĩnh Đông, chợ Châu Đốc, nhân dân. Thì chúng ta tiếp tục đang làm là nâng cấp đường cử trị, nhà thi đấu đa năng thành phố, tiểu học B Vĩnh Mỹ và một số cái công trình khác. Cuối năm 2021 là sẽ khởi công, gồm có trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc, rồi bến tàu du lịch, kè chống sạt lở thành phố Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp với cải tạo công viên 30 tháng 4 thành cái quảng trường của thành phố. Đường Đê Hòa Bình, rồi khu tái định cư cho các hộ dân từ đường Sư Nguyệt Anh đến cầu Cùng Tiên để chúng ta chuẩn bị làm kè cái giai đoạn 2. Rồi trường tiểu học bán trú Trưng Dương, cái khu Bà Ngự trên đỉnh núi Sam, và tiếp tục một số cái công trình dự án chuyển tiếp như là công viên văn hóa núi Sam. Cái vấn đề thứ hai là tiếp tục sẽ đảm bảo an sinh xã hội, là tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo cơ bản, các hộ cận nghèo vừa thoát cận nghèo, và sẽ tiếp tục đưa 69 hộ cận nghèo ra khỏi diện hộ cận nghèo. Cái thứ ba là tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19, xem đây là cái nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, chống dịch cho tới khi nào chấm dứt dịch thì thôi. Và trong vấn đề này thì cũng xin trân trọng đề nghị bà con nhân dân tích cực hưởng ứng cùng với chính quyền địa phương trong cái việc là thực hiện cái 5K, rồi thực hiện cái khai báo y tế khi mà mình đến vùng dịch. Và bà con nhân dân cũng tích cực phát hiện, báo cáo cho chính quyền địa phương khi phát hiện những người ở từ vùng dịch về cư trú trên địa bàn để thực hiện khai báo y tế, và cần thiết thì cách ly tại nhà hoặc là cách ly tập trung để chúng ta đảm bảo chống dịch cho nó hiệu quả. Thứ tư là thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội trộm cắp tài sản, ma túy, buôn lậu. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được cùng với những định hướng phát triển và giải pháp triển khai thực hiện hết sức cụ thể, thành phố Châu Đốc sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong thời kỳ mới và thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.